Sau một tuần mưa lũ tàn phá các tỉnh miền núi phía Bắc thì tính đến ngày hôm nay 29 tháng 6, thống kê từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có tới 33 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại về tài sản lên tới hơn 500 tỷ đồng. Tại Lai Châu, mưa lũ khiến 16 người chết và 15 người bị thương, ngoài ra vẫn còn 9 người mất tích chưa được tìm thấy, gần 600 ngôi nhà bị hư hỏng. Đây cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về tài sản, ước tính khoảng 340 tỷ đồng. Còn tại Hà Giang có 5 người chết do mưa lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Thiệt hại ước tính là 122 tỷ đồng. Ngoài ra các địa phương khác như Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La hay Điện Biên đều có người chết hay mất tích do mưa lũ những ngày vừa qua. Gần 1.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ bị sạt lở nghiêm trọng, khối lượng sạt lở sơ bộ khoảng 2 triệu mét khối đất đá đến thời điểm này đang được khắc phục